Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Tuyết Lan Vlog. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, đến với chương trình văn nghệ hôm nay, đội văn nghệ của công ty của chúng ta sẽ có một chương trình văn nghệ gửi đến quý vị có mặt. Và đây chính là một món quà mà đội văn nghệ muốn gửi đến toàn thể quý vị, cũng như là hai anh nguyên là lãnh đạo của công ty của chúng ta, đó chính là anh Hùng và anh Bình. Hy vọng rằng mọi người sẽ thích chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình hôm nay xin được biểu diễn bởi các bạn chính là nhân viên của công ty của chúng ta. Ngoài ra còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ tại thành phố Cần Thơ và vũ đoàn Hồng Anh. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục tăng ca Quê hương ba miền, tác giả Thanh Sơn, do Tuyết Lan, Mỹ Phượng và Ngọc Ngoan biểu diễn.
chiều chiều bao năm.